Thanh Vân xin chào tất cả các quý vị thân mến. Hiện tại thì Vân đang có mặt ở xã Đắc Sắc, trong Đắc Min, Đắc Nông, nơi mà Vân đang review tới cho mọi người. Ở đây là hồ câu Nguyễn Thanh. Hồ câu này thực sự là Vân thấy rất là đẹp, và đây là một trong những cái hồ câu tuyệt đẹp ở tại nơi đây. Khi mà Vân bước chân đến đây từ ngày hôm qua cho đến giờ, khảo sát một số những cái vị trí suốt từ sáng rồi, thì Vân thấy rằng là dân ở trong này không như những gì mà những người chưa đặt chân đến đây nghĩ đâu ạ. Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng ở đây là vùng Tây Nguyên và kinh tế cũng như là mọi cuộc sống của người dân chưa được phát triển. Nhưng khi mà bước chân đến đây rồi thì mới thấy là cuộc sống của mọi người ở trong này rất là phát triển đó mọi người. Đây là với góc nhìn và quan điểm cá nhân của Vân nhé. Trong cái khu vực ở xung quanh đây thì theo như Vân được giới thiệu là dân Nghệ An, Hà Tĩnh khai hoang, khai hóa từ những năm 1954, 55 ấy là trở về đây rất là nhiều. Đa số là dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Và ở trong này thì mọi người theo Thiên Chúa Giáo nhiều hơn so với cả những người ở ngoài Bắc là theo Đạo Phật. Đó, thì đó là một chút về tôn giáo Vân chia sẻ tới cho mọi người. Thế thì những cái quỹ đất ở đây thì vẫn còn rất là nhiều, và chủ yếu là đất dãy và đất đồi. Ví dụ như là mọi người sẽ đi săn, Vân sẽ quay cho mọi người xem cái khung cảnh của hồ câu cá ở đây nhé mọi người nhìn ạ. Như mọi người nhìn thấy đó, thì từ cái cổng đi vào ấy cũng giống như các cái khu miệt vườn ở trong miền Tây non nước ấy, miền Tây Nam Bộ ấy. Thì những cái khu đất ở xung quanh đây họ làm lên những cái hồ câu cá như thế này sẽ khoảng tầm là vài nghìn mét cho đến vài hecta đất ý. Đó, thì trong này chủ yếu vẫn là đất dãy và đất đồi. Khung cảnh rất là đẹp, cây rất là nhiều luôn á. Và hồ câu cá này thì cũng có những cái vườn lan rất là nổi tiếng một thời đấy. Mà có những người ta chơi lan ấy mọi người. Chơi lan ấy, gọi là lan đột biến ấy. Thì trong này nhiều lắm, đây này, đây cũng là cả một cái dãy lan này. Nhiều lắm. Thì cây cối ở trong này thì nói chung là vùng Tây Nguyên này thì cây cối gọi là của nhà trồng được rồi. Đất rồi khí hậu, mọi thứ thì quá là ôn hòa. Nên là đất ở trong này nhá, về thổ nhưỡng thì cũng rất là tốt. Thổ nhưỡng tốt này, không khí thì trong lành, khí hậu thì rất là ôn hòa, dễ chịu. Ví dụ như thời điểm này ở ngoài Hà Nội thì đang rất là rét và mưa. Vào đây thì nhiệt độ rất là dễ chịu luôn. Và Vân thấy rằng là nó cũng chả khác gì như là Đà Lạt đó mọi người. Thì có những cái hồ câu cá như thế này để cho mọi người có cái sự trải nghiệm này. Có mấy cái khu quán ăn này đó, mấy cái sự trải nghiệm. Hôm nay thì Vân ở vào trong này cùng với cả các anh chị em á, thì đi đến hồ câu đầu tiên thì kín lịch luôn, kín khách luôn, gần như là không còn một chỗ nào cả. Thì di chuyển ra hồ này thì mới còn chỗ đấy mọi người. Thì chứng tỏ là cái mật độ mà mọi người vui chơi giải trí ở trong này rất là đông. Mọi người nhìn thấy ra xa kia không ạ? Cái phía tay Vân chỉ á là những cái túp lều á, họ làm ra giống như là những cái túp lều xong rồi ngồi câu cá đó. Thì những cái mô hình về nghỉ du lịch và farmstay như thế này rất được chú trọng ở tại nơi đây. Rất nhiều nhà đầu tư đổ về đi săn những cái quỹ đất mà làm lên những cái mô hình farmstay. Đó, thì mọi người ngắm đấy, đây các bé đang câu cá này. Thế còn cái khu này là cái khu ăn này mọi người. Cái khu ăn này thì người ta kê khoảng tầm 20 đến 30 cái bàn, thì mỗi bàn khoảng tầm 200-300 khách. Như mọi người thấy thì ngay sau lưng Vân đây là những cái hồ câu. Ngay sau lưng Vân đây là những cái hồ câu. Thì nếu như đầu tư ở trong này mà áp dụng cái chiến lược là phân lô bán nền ôm những quỹ đất để mà phân lô bán nền thì nó chưa có phù hợp đâu mọi người nhá. Đây là với góc nhìn và quan điểm cá nhân của Vân. Ở đây, xung quanh đây bây giờ vẫn đang chủ yếu là về đất dãy, đất đồi. Ví dụ như là người ta sẽ sở hữu hàng ngàn những cái quỹ đất ở xung quanh đây, họ người ta cải tạo lại thành những cái khu vui chơi như thế này, câu cá như thế này. Cuối tuần các gia đình họ di chuyển về đây, họ thư giãn, họ nghỉ ngơi thì cái mô hình ở trong này đang được lấp đầy rất là cao. Như những cái ngày thứ bảy chủ nhật như này thì lấp đầy khoảng tầm 85 đến 90%. Còn
nếu như mà ôm những quỹ đất mà phân lô bán nền ở tại nơi đây thì chưa phù hợp với thời điểm này. Nó sẽ là đầu tư về dài hạn và chủ yếu là hoặc là sẽ người ta cũng sẽ sở hữu những cái quả đồi để làm luôn cả một cái mô hình farmstay là theo cái độ thoải của nó, độ cao của nó từ trên xuống dưới á, view sông, view hồ. Đây là những cái hồ cá nhỏ nhá, nhưng mà view sông, view những cái hồ lớn á. Đó, và trong đấy là có cả những cái khu check-in này, khu selfie này, đó rồi khu vui chơi và hàng ngàn những cái du khách họ về đấy họ ăn uống. Thì ngày mai Vân sẽ review tới cho mọi người về cái mô hình farmstay rất là nổi tiếng ở trong Đắk Lắk Buôn Mê Thuột. Thì mọi người chờ đón trên kênh YouTube Vũ Thanh Vân Official của Vân nhé. Và ngày hôm nay thì với cái mô hình là sở hữu khoảng tầm vài nghìn mét đất cho đến vài hecta để họ quay để họ làm thành những cái khu câu cá như thế này á, thì Vân review tới cho mọi người là ở trong Tây Nguyên. Thì mọi người cập nhật những cái thông tin mới nhất, và những ai hiện tại thì Vân đang có mặt ở Tây Nguyên này, thì những ai đang có mặt ở đây thì gọi điện cho Vân, Vân mời ly cà phê hoặc là dùng bữa trưa bữa tối, hoặc nếu như mà những ai đang quan tâm ở đây hoặc dự định trong thời gian tới khảo sát ở đây thì inbox cho Vân nhé. Vân sẽ đồng hành và sẽ đi khảo sát cùng với mọi người cụ thể những quỹ đất hơn. Đó, thì Vân sẽ quay thêm một vòng nữa để cho mọi người cùng ngắm nhé. Đó, mọi người ngắm là cái khung cảnh rất là đẹp luôn á. Vân quay bằng cam thường đấy mọi người nhé. Quay bằng cam thường á. Thì cái quỹ đất này á, rộng cũng phải tầm một hết. Hiện tại nhìn cái khuôn viên ở đây khoảng tầm 400.000 mét, nhưng mà có lẽ là sẽ phải rộng đến hết. Nó có mấy cái hồ câu liền á mọi người nhỉ? Đấy, thì là các bạn nhỏ, các bạn ấy đang câu cá. Đấy, thì cái khu ăn uống là họ sẽ quay ra như này. Đây, cái khu ăn uống như thế này. Rất là xinh xắn. Và tỷ lệ mà dân ở đây họ nghỉ dưỡng cuối tuần, họ vui chơi ở đây rất là đông. Thì mỗi một chuyến đi khảo sát như này chúng ta ra thêm những cái thông tin mới để làm sao để mọi người có thêm những cái chiến lược và những cái định hướng khi mọi người đi đầu tư bất động sản nhé. Chúc mọi người mua bán giao dịch bất động sản thành công và mong rằng là ai cũng sẽ sớm sở hữu cho mình những cái vị trí đất như thế này nhé. Cảm ơn mọi người.